Xin thân ái kính chào quý vị khán giả. Hôm nay mình sẽ đập thùng hai cây nha. Một cây là gửi về trung tâm âm nhạc của Gia Nghĩa, Đắk Nông. Còn một cây là gửi về trung tâm âm nhạc trên thành phố Bến Tre. Bây giờ mình sẽ khơi thùng cây đàn organ giúp mình K300S này nha. Cái 300S này thì giá chỉ 5,5 triệu thôi, nhưng mà chức năng thì khủng khiếp. Và nó có sampler rất là hay tới 25 điệu ngoài. Vì vậy có rất nhiều người thích chọn cái này để chọn nó làm việc học và chơi lâu dài. Như cái này đi show vẫn được mà đúng không thầy? Cái này phải chơi cứng, chơi giỏi nè. Thùng rất là đẹp. Phím đẹp quá. Cái này khách cũng chuyển khoản trước ha. Cái này là các thầy cô chuyển khoản trước, thành ra mình có đặt kinh đè. Thầy cô cũng có đặt tem bao mà mua kèm đàn thì chỉ có 100.000 thôi, với lại mình miễn phí ship luôn nha. Rồi các bạn hãy coi tại sao cây K300S này lại rất là lợi hại như vậy nha. Nói chung trong tuần vừa qua có một vài đơn hàng mà mình bận, mình không có làm video được, là đa số là các thầy cô mua cho các em học trò của trung tâm mình nha. Rồi các bạn coi nè, tiếng piano rất là hay luôn. Thì có tới 25 điệu ngoài để mình chơi xô. Nào, rồi có nút sync stop luôn, dàn nhạc luôn nè. Có nút freeze để khóa tiếng luôn nè. Sampler thì cực kỳ hay. Dễ như mà cái đàn mà có 5,5 triệu mà có sampler các bạn. Nè, các bạn thấy không? Guitar hay ngoài. Là hai lớp nha các bạn. Đầu nè. Sáo nè, tranh nè. Rồi các bạn thấy nó hay chưa? Chis, Khmer, Hạnh Khúc, Habanera. Có những cái điệu bolero rất là ô. Các bạn có thể chơi được nhạc xưa, nhạc trẻ, nhạc đồ có hết ha. Nhạc trẻ nè. Nhạc trẻ đây. Hai trăm lẻ năm điệu, trong đó có 25 điệu mở rộng, 518 âm sắc, trong đó có thêm rất là nhiều âm sắc hai lớp Việt Nam ha, có nút sync stop, có nút freeze và những chức năng căn bản là có hết, bảo hành được 2 năm luôn. Giờ mình cũng tranh thủ gói đàn để kịp giao, tại vì ngày hôm nay mình giao tất cả là tới 4 cây, là 2 cây 300S, 1 cây 150 với 1 cây 350 nữa, thành ra mình tranh thủ để gửi kịp xe. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã đồng hành cùng video. Nếu các bạn yêu mến Hải Âu Music và yêu thích những cái đàn của mình này thì liên hệ với mình theo hai số điện thoại trên màn hình và mình sẽ ship đàn tới. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong video lần sau.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend.